Xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là làm một đĩa hoa quả từ quả dứa này các bạn nhé. Dứa này thì mình đã mua dứa vỏ sẵn. Nguyên liệu mình làm đó là mình cần dùng một quả dứa các bạn nhé. Dứa này là mình sẽ cắt tỉa lại. Dưới thì mình sẽ cắt bỏ đầu dưới. Các bạn ở đây nhé, đây là đĩa hoa quả mình vừa cắt xong các bạn ạ. Mình có thể xếp ra đĩa tròn nhé. Nếu mà các bạn mà thích xếp theo chiều này thì mình sẽ xếp ra đĩa tròn nha. Đây là đĩa hoa quả mình đã làm xong rồi các bạn ơi. Chúc các bạn làm thành công nhé.